Chào mừng các bạn và các vị đã quay trở lại với Điện tử Thái Thắng. Thì Điện tử Thái Thắng có bán rất là nhiều những cái sản phẩm, những thiết bị công nghệ, rồi những thiết bị quang học, những dụng cụ quang học rất là xịn của những thương hiệu chính hãng, thương hiệu từ xuất xứ từ châu Âu nhé. Thì bên mình có bán rất là nhiều. Bên cạnh đó thì bên mình có bán rất là nhiều các loại đèn pin khác nhau. Đèn pin thì có đèn chiếu tia UV là một trong những số đó. Chiếu tia UV thì có rất là nhiều tác dụng, ví dụ như là bình thường thì cái tia UV thì nó rất là có hại cho da, nhưng mà chiếu tia UV cũng có một số cái tác dụng như là có thể làm khô keo này, rồi làm khô keo, rồi là những làm khô keo móng chân móng tay, khô keo mà có cái khô những cái loại keo mà cần có tia UV chẳng hạn đó, hoặc là phát hiện tiền giả, rượu giả, những cái thứ mà giả thì là nó có tem ở trên đấy, thì khi soi vào thì nó sẽ làm nổi bật lên ngay đấy. Thì chống hàng giả rất là tốt. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái sản phẩm đến từ thương hiệu Sapphire. Đây là thương hiệu của Hồng Kông. Đó. Thì đây là một trong những cái đèn rất là xịn ở bên mình. Cái đèn này có hai chức năng, hai trong một, tức là vừa có thể chức năng chiếu sáng, vừa có chức năng là làm đèn chiếu tia UV được nhé. Đây, mọi người có thể thấy đây là cái thiết kế của sản phẩm Sapphire G3 nhé. Thương hiệu Sapphire G3 đó. Cái thương hiệu Sapphire này thì bên mình có rất là nhiều các thể loại đèn khác nhau, có tới khoảng 50 mẫu đèn đó. Thì bên mình có để trên trang điện tử thái thắng.com hoặc là đèn pinnet.net nhé. Đó. Thì nhìn sơ qua thì chúng ta có thể thấy cái thiết kế của nó rất là đẹp, nó được thiết kế bằng thép đó, rất là chắc chắn. Đây là núm vặn này, đây là những cái thép này thì nó được khay, được làm vân như thế này thì là chúng ta sẽ cầm nắm dễ dàng hơn, kể cả khi chúng ta bị chảy mồ hôi chẳng hạn. Đó. Đấy. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy cái chóa của nó rất là đẹp luôn. Rất là sáng luôn. Thiết kế rất đẹp. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có một pin sử dụng pin 18650 rất là phổ biến, và một cái sạc USB nhé, micro USB thì chúng ta có thể sạc từ những cái chân sạc Samsung hay là iPhone, rồi là những cái chân sạc dự phòng đều có thể sạc này nhé. Đây chúng ta có thể bật cái đèn này lên, mình vừa lắp pin rồi. Lắp pin thì tháo chỗ này ra. Cái con sản phẩm này thì sẽ chịu được cái IP44, tức là chúng ta có thể đi mưa thoải mái được. Đấy. Mọi người có thể thấy mức sáng của nó rất là sáng luôn. Đèn này có thêm một cái chức năng rất là hay, đó là chúng ta nhấn giữ thì sẽ tăng giảm độ sáng. Đó. Ấn giữ thì sẽ tăng giảm độ sáng. Khi tắt thì chúng ta ấn giữ thì sau đó là chúng ta sẽ bật cái đèn UV ở đây. Đây là đèn UV, ánh sáng tím nha. Khi tắt thì chúng ta ấn giữ thì nó sẽ ra cái chế độ SOS. Đó, rất là hay luôn. Trên thân của cái đèn này đều được trang bị một cái cổng cắm USB nhé. Chúng ta có thể sạc, dùng sạc USB. Các thể loại Samsung, rồi là iPhone, rồi là sạc dự phòng đều có thể cắm được vào cái chân này nhé. Bây giờ mình đã tắt đi một phần cái ánh sáng rồi, thì mình sẽ thử bật cái đèn này lên xem nó thế nào. Dĩ nhiên là trong đêm tối thì nó sẽ sáng hơn rất là nhiều nhé. Cái này có thể chiếu xa được đến 144m theo thông số của nhà sản xuất nhé. À, giảm độ sáng này, tăng độ sáng này, đó, chiếu đây thấy sáng chói luôn. Và ấn tiếp một lần nữa thì sẽ là sang cái đèn UV. Chúng ta sẽ thử bằng cách nhận biết tiền giả, tiền giả, tiền thật. Đây, đó, chúng ta có thể thấy nó lên luôn này. Nhìn ở bên ngoài nó sẽ rất là sáng, nó sẽ rất là rõ, còn nhìn qua cái này thì nó bị chói một chút. Nó lên luôn. Còn bình thường ánh sáng bình thường chiếu vào thì nó sẽ không hiện lên cái khung mệnh giá này đâu nhá. Thứ hai là chúng ta có thể nhận biết được rượu thật rượu giả. Mình đã sử dụng thử một cái tem rượu ở đây. Đây chúng ta có thể nhìn thấy cái tem này. Đó. Màu đỏ nó đã nổi lên rồi đấy. Bình thường không chiếu thì chúng ta hoàn toàn không nhìn thấy gì, nhưng khi chiếu vào nó hiện cái màu đỏ lên.
Nhìn ở bên ngoài nó sẽ rất là rõ luôn. Ngoài cái đèn tiêu UV này ra thì bên mình còn rất là nhiều, phải đến khoảng 10 mẫu cái đèn tiêu UV khác nhau. Thì mọi người có thể lên trang điện tử hàng.com, ví dụ như là những cái mẫu UV03, UV04, UV01, UV02. Đấy. Rồi là những cái mẫu có 3 bóng chẳng hạn, hoặc là có mẫu đến 51 bóng chẳng hạn. Đấy. Rất là nhiều các thể loại UV khác nhau. Những đèn có thể zoom được hoặc những đèn không zoom được. Và để mua tất cả những sản phẩm này cũng như những sản phẩm khác của điện tử Tài Thắng, mọi người có thể lên trên trang web dientutaithang.com hoặc là có thể gọi đến hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Bên mình sẽ tư vấn tận tình và gửi hàng về tận nhà cho mọi người. Mọi người có quyền kiểm tra hàng, xem hàng trước khi thanh toán. Rất mong sự ủng hộ của mọi người bằng cách nhấn nút thích ở bên dưới, nút đăng ký kênh và nút chuông ở bên cạnh. Thì mỗi lần điện tử Tài Thắng ra clip mới sẽ báo ngay về điện thoại cho mọi người. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những clip lần sau. Xin chào.